Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước các bạn ơi, cũng lại là đến ngày cuối tuần nữa rồi. Thì ngày hôm nay ngày cuối tuần thì mình được ở nhà, không có đưa thằng bé nhà mình đi học nha mấy bạn. Thì đồng thời ngày hôm nay thì mình dỡ trong cái tủ của mình ra thì mình còn được đây một ký nếp nha mấy bạn. Một ký nếp và 200g đậu xanh. Thì tiện đó thì mình có được một nải chuối xiêm chín rất là ngon như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cho gia đình mình ăn một món bánh, nhưng mà mình chưa biết mình sẽ làm như thế nào. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng đồng hành với mình làm cái công việc của ngày hôm nay nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình sẽ để nếp này vào cái nồi cơm điện mà mình nấu phân nửa thôi nha mấy bạn. Mình nấu hết thì gia đình mình ăn không hết thì mình ăn cũng ít lắm. Ây da, mình sẽ nấu phân nửa thôi, mình sẽ nấu nhiêu nếp thôi. Thì bây giờ mình sẽ đem vô nó và mình sẽ đi nấu nha mấy bạn. Đậu mình đem nấu rồi nha mấy bạn. Mình nấu mình cho nó chín đi rồi mình sẽ trộn chung với cái phần nếp thôi nè. Mấy bạn ơi, bây giờ mình đã vắt xong cái phần nước cốt dừa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ để vô đây mình hán nha. Mình hán cho nó kẹo lại nha. Và bây giờ mình sẽ để vào đây một ít muối nha mấy bạn. Mình để thêm ít muối bột rồi một lát nữa mình khi mình thắng cái phần nước cốt dừa này nó kẹo lại, nó sệt lại thì mình sẽ để vào đây một miếng đường nữa nha. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần nước cốt dừa của mình nó như thế này, mình sẽ để vào đây một miếng đường nha mấy bạn. Thì tùy theo cái phong vị của mỗi gia đình mình thích ăn ngọt thì mình sẽ để nhiều, còn mình không thích ăn ngọt thì mình để sẽ ít một chút nha. Khi mình để đường vào rồi mình bớt lửa nhỏ cho mời vui vui thôi các bạn ơi. Và bây giờ trong khi mà mình bớt cái lửa nhỏ lại rồi thì mình sẽ để cái phần nếp hồi nãy mình nấu vô nha các bạn. Đây hồi nãy mình nấu bằng nồi cơm điện á. Giờ mình sẽ cho cái phần nếp này vô. Mình nấu bằng nồi cơm điện cái làm như nó bị có cái phần cơm cháy nha. Nhưng mà không sao, một lát nữa mình sẽ đem hấp lại mấy bạn thì nó sẽ mềm lại thôi nha. Mình làm cái món này nè, mình thích ăn cái miếng cơm cháy của nó đó. Nó vừa dẻo dẻo vừa dai dai ngon mấy bạn. Bây giờ mình sẽ trộn nó ra. Không rồi mấy bạn, không rồi mình có trái gắt á. Mình định mình nấu sôi trái gắt nhưng mà mình bận công việc nhiều quá mình không có làm được cái phần trái gắt đó nha mấy bạn. Để hôm nào mình có trái gắt nữa thì mình sẽ chia sẻ về cái phần sôi trái gắt nha. Vì tại lúc hổm mình ru bu quá mình không có chia sẻ được. Và đây là cái phần đậu xanh hồi nãy nè. Bây giờ mình nấu như thế này rồi mình sẽ trộn vô nha. Thích để đậu nhiều nó ngon hơn. Nếu như mấy bạn khi trộn mà mấy bạn tắt bếp cũng được, còn mà mấy bạn không tắt bếp mấy bạn cho lửa vui vui cũng vẫn được nha mấy bạn. Bây giờ mình chọn cái phần nếp như thế này được rồi nè mấy bạn, mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ tắt bếp và mình đem ra mình gói những cái chiếc bánh nhỏ nhỏ nha.
mình sẽ tắt bếp thôi. Thì mấy bạn ơi, mình đã làm xong cái phần nếp và cái phần chuối nè mấy bạn. Chuối mình cũng đã ướp rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ gói những cái miếng bánh nữa là xong nha mấy bạn. Có người người ta làm gì nè các bạn, người ta đem nướng rồi ăn chung với nước cốt dừa cũng khá là ngon. Mình gói khá là đơn giản luôn nha mấy bạn. Còn mình gói như vậy nha, mình gói như vậy thôi, mình không gói như thế nào nữa, mình gói như vậy cho rất là đơn giản luôn. Thì các bạn ơi, bây giờ mình đã bắt cái chảo lên như thế này nha mấy bạn. Mình chờ cho cái nước nó hơi nóng nóng lên đó, thì mình sẽ để cái phần bánh mình gói lên nè. Mình để cái phần bánh này lên rồi mình hấp lại tầm tầm 10 phút 15 phút là mình có thể dùng được. Tại vì cái phần nếp hồi nãy á thì mình đã đem mình đã nấu cho nó chín rồi, mình còn xào lại chung với nước cốt dừa và đường muối nữa. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em cùng đồng hành với mình và chờ đợi khoảng 15 phút nữa mình sẽ vớt ra và dùng nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, bây giờ cái phần bánh này nãy giờ mình nấu là tầm 15-20 phút rồi đó. Bây giờ mình sẽ dở nó ra để mình coi nó chín chưa. Qua wow, như thế này mùi thơm cực kỳ là thơm luôn. Vậy là nó đã chín rồi nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ tắt cái điện thoại và mình lấy cái phần bánh này ra. Tại vì mấy bạn biết không, cái phần bánh này nó khá là nặng luôn. Nếu như mình cầm một tay mình vừa quay mà mình vừa lấy ra thì nó không được nha mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ tắt cái điện thoại để mình lấy cái phần bánh này ra nha. Thì mấy bạn ơi, mình đã làm xong cái phần bánh này rồi nha. Bây giờ mình sẽ đem nó ra mình dùng thử như thế nào nha mấy bạn. Dạ đây mình có lấy một cái dĩa nha. Mình sẽ lấy một cái bánh ra. Mình sẽ dở nó ra như thế nào cho mấy bạn xem. Khá là thơm mấy bạn ơi. Khá là thơm và khá là ngon luôn. Đây mấy bạn nhìn thấy nè, khá là thơm, khá là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ dùng thử trong khi nó còn nóng nha mấy bạn. Chứ tại vì bây giờ mình quay chia sẻ với các bạn thì mình sẽ dùng thử lúc còn nóng, nhưng mà mình rất thích ăn cái lúc nó nguội á. Mình làm như thế này mình ăn cái lúc nó nguội thì nó khá là ngon hơn, nó ngon hơn cái lúc còn nóng. Tại vì mình ăn nó nguội thì nó béo hơn và nó sẽ vừa ăn hơn. Vậy bây giờ mình mời cô chú anh chị em ăn với mình một miếng nha, ăn thử một miếng đang trong lúc còn nóng nha. Nó cũng vừa ăn ngon lắm mấy bạn. Hôm rồi mình làm như vậy nè mấy bạn, chứ mình đem mình nướng á, mình nướng lại nó cũng khá là ngon nha, khá là hấp dẫn luôn. Cái phần nhân bên trong thì mình để chuối nó khá là ít, với lại với hoàng đậu nó hơi nhiều, nó hơi lắng áp cái phần chuối nha mấy bạn. Đây bây giờ mình sẽ ăn thử cái miếng chuối nè. Nhìn mà các bạn ăn với mình một miếng chuối nha. Nó hơi bị nóng thôi mấy bạn. Vừa ăn ngon quá mấy bạn ơi. Mà ngặt một nỗi á, mình ăn nó nóng mình không thích nha. Ăn nóng hơi mà đang không được ngon bằng cái mình để nguội. Ngon.
khá là vừa ăn, khá là ngon luôn. Nếu như mình có bánh tét á thì mình làm nó, mình đi nấu rồi nó cũng nó lâu, còn mình làm như vậy á thì mình làm nó rút gọn cái thời gian lại mấy bạn, mà mình ăn nó cũng khá là ngon nữa. Vậy đến đây thì cái video của mình nó cũng đã dài rồi, vậy mình cũng xin tạm dừng cái video đây nha. Và mình cũng xin chúc cô chú anh chị em một ngày cuối tuần vui vẻ, thành công và hạnh phúc bên người thân và bên gia đình nhỏ của mình. Và cái tiếp đó thì trong cái video mình có nói gì, mình có làm gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm và bỏ qua cho mình nha. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình thì hãy để cho mình một lượt bình luận để mình biết là cô chú anh chị em đã sang, để mình sang lại đây đáp lại cái tình cảm yêu thương anh chị em đã dành cho mình. Và mình mong cô chú anh chị em hãy đăng ký, nhấn vào cái chuông để đón xem những cái video mới của mình nha. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt, mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái video tiếp theo. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.